chạy, mọi khi lái xe phát chạy, hôm nay lái xe kia mỏi em mới chạy. Giấy đi đường, giấy đi vào đường, đi đường 1-3 triệu. Tôi biết rồi, không đi. Thì anh có thể xử lý hộ em ấy không? Em hết tiền thật, em không còn tiền. Em chỉ đi chợ mua ít đồ ăn để, tại vì hôm nay em xách sạch đồ ăn trong tủ rồi. Hôm nay em đi là em để trong cốp xe máy, nhưng hôm nay em đi vội và em quên thôi, chứ còn bên em là có giấy tờ đầy đủ. Bây giờ thôi em xử phạt rồi thôi. Đây là những cái 6 tổ là kiểm soát lưu động, và chúng tôi sẽ chọn những cái địa điểm và những khung thời gian để chúng tôi kiểm soát, nhằm có tác dụng là kiểm soát hành chính và răn đe đối với những cái trường hợp mà ra đường không cần thiết. Theo đó thì trong bắt đầu triển khai từ 16 tháng 8 thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là cái hiệu quả là có tác dụng là lan truyền nhanh trong toàn địa bàn thành phố. Và so với ngày hôm qua thì ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã kiểm soát một cách chặt chẽ hơn và phát hiện được nhiều các cái vi phạm hơn. Ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố thì tổ công tác chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là kiểm tra chốt phòng chống dịch tại cửa làng huyện Trí Thanh, thì ca công tác từ 8 giờ sáng đến 11 giờ. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều cái bất cập và có nhiều cái thuận lợi được ban giám đốc công an quan tâm chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể. Và trong quá trình thực hiện thì có những khó khăn, có những trường hợp hiện tại thì lượng phương tiện để tham gia giao thông ra đường quá đông. Đại đa số người ta có đều được gửi giấy tờ ra đường, mục đích là các công ty là cấp rất là nhiều, tràn lan, có rất nhiều kiểu dạng không theo mẫu của ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy ra đường. Trong quá trình thực hiện có những trường hợp họ không có giấy ra đường, khi gặp cơ quan chức năng ra tín hiệu họ quay đầu bỏ chạy, gây mất an toàn giao thông. Những trường hợp đó tôi sẽ kiên quyết đấu tranh khi mà có được các công ty để xác minh làm rõ. Trong quá trình thực hiện thì tôi luôn chấp hành tốt mọi cái chủ trương và chỉ đạo của ban giám đốc. Cấm mẫu đảng thế nào? Nếu mà để tôi tả nhà ra đường à? Mình đang đi cứu hộ thang máy. Vâng. Mọi người chờ mình đi.